Chào mừng các bạn đến với Brand Book Group Việt Nam Channel. Hạt mít ngoài cách chế biến đơn giản như đem luộc hoặc đem nướng cũng có thể kết hợp cùng với muối ớt, cay mặn, nghe tưởng chừng không hấp dẫn, nhưng đừng đánh lừa nhé, món hạt mít rang muối ớt lại cực kỳ thơm ngon đấy. Tách lấy phần hạt bên trong thịt mít, sau đó rửa sạch với nước. Bắt nồi lên bếp, cho hạt mít cùng với một ít nước sao cho xăm xắp mặt hạt, rồi luộc chín trong khoảng 15 phút. Sau khi hạt mít chín, cho một ít muối vào, đảo đều rồi tắt bếp. Đợi hạt mít ráo nước và nguội. Ta tiến hành dùng dao lợp bỏ lớp vỏ lụa. Hạt mít thường được chế biến luộc hạt rang như một món ăn vặt. Hạt mít khi được làm chín có nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy việc ăn hạt mít có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ta tiến hành làm hỗn hợp muối ớt, bao gồm muối, ớt, mì chính và một chút đường. Để ngon hơn nên sử dụng muối tôm Tây Ninh. Cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng già, rồi cho hạt mít vào, đảo đều. Đào trên lửa vừa khi mặt ngoài có màu nâu hơi cháy xém. Cho muối ớt vào, đảo đều trên lửa vừa khoảng 30 giây cho khô ráo. Mít rang muối ớt có mùi thơm đặc trưng, ăn vào có vị bùi, ngọt, hòa quyện thêm chút mặn mặn, cay cay từ muối ớt, càng ăn càng thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.